em thảo đồ lồng lưới gửi một lời chào tới toàn thể các bác các anh em gửi từ các bác các anh em cái lồng bẫy cua và lồng bẫy cá bẫy tôm trong cái mùa đi bẫy của năm nay thì em xin chi tiết về những kích thước lồng mà đang được các bác ưa chuộng nhiều nhất và cũng rất mong muốn là khi xem video này các bác hãy xem thật kỹ nhé bởi vì rất nhiều bác đang nhầm lẫn ở những cái mẫu lồng này thì đầu tiên là cái mẫu lồng cua thì đơn vị em sẽ có hai kích thước đây là một cái mẫu lồng cua đa lăng các bác có thể đánh cả nước biển và cả nước ngọt Đấy, và với cái chất liệu thì đơn vị em tự gia công ra Thế cho nên là các bác sẽ tin tưởng về cái chất lưới to Và không sắt cứng như này các bác nhé Đấy và đơn vị em sẽ nhận xỉ lẻ trên toàn quốc Bác nào đang muốn mua sỉ thì cứ liên hệ trực tiếp Tới đầu số điện thoại em để trên màn hình video này Đấy, Và đây là cái cái lồng cỡ, cỡ nhỡ này các bác này Lòng cỡ nhỡ này thì chiều dài của nó là 50 Và chiều rộng của nó thì sẽ là 35 Đấy, và cửa của nó thì cao là 13 cm. Đấy, và em khi em báo kích thước như này là kích thước chuẩn nhá, rất mong các bác hãy xem thật kỹ. Cái này các bác đánh cua đồng, đánh ghẹ biển và đánh cả cua nước lọ rất chi là ok nha các bác nhé Khung sắt cứng và cước rất chi là to để các bác cho mình đánh bè. Đấy và với mỗi cái lồng này thì giá của nó chỉ có mấy chục ngàn thôi. Để bác nào mà đang quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để trên màn hình video này. Đấy và với cái lồng cửa to, lồng cửa to thì đặc điểm của nó sẽ là lồng hai quy để các bác này mình dễ nhận diện. À, chiều rộng của nó sẽ được là 60 và ngang của nó thì nó rơi vào tầm 35 cm. Cửa của nó là cao uh, 10 uh, em đo xem mười mấy đây. Cửa này của nó tầm độ 17 18 cm nhé là sẽ to trội hơn hẳn đấy. Quay hẳn như này cho các bác này mình uh, được uh, lắm bắt được. Đấy đây là lòng cua là hai mẫu đầu tiên và tiếp tới là tới mẫu lòng lò xo. So. Các bác đang nhầm đây này. Đây nhá, mẫu lòng lò xo. So. Rất nhiều bác mua cái đánh cá nhưng lại nhầm mà muốn là cái lồng tôm và rất nhiều bác mua lồng tôm lại nhầm cái lồng cá thì em nói luôn lồng đây là lồng cá kích thước 30 60 thì riêng lồng cá thì các bác phải nói là tôi muốn mua cái lồng là mắt một phân rưỡi là cái lồng đánh cá rô cá chê cá chuối cá lóc tất cả các loại cá mà khi các bác đặt được đường nước thì nó sẽ vào hết nhá bởi vì rất nhiều được cái phản hồi hay em đăng tải lên zalo cho các bác để mình xem đấy một cái lồng này nếu như các bác mà đánh ở khu vực nhiều một tối có thể được bốn năm kg cá luôn lồng hai hom đây hai hòn này vào cái thì nó sẽ ở trong này luôn và làm thế nào để các bác này mình đổ được cá ra xong rồi đó em sẽ hướng dẫn nhé đây là lồng 30-60 này và đây là lồng 30-60 kim cương nhưng mà cái lồng này nó sẽ không thép của nó sẽ không cứng như cái lồng 30-60 ở đâu các bác nhé nó sẽ mềm hơn và chất lưới của nó là chất lưới kim cương các bác có thể đánh những con cá uh, nhỏ đánh tôm đánh lươn đánh chạch đánh những con nhỏ nhất ở cái lồng kim cương của các bác nhé riêng lồng kim cương này nó là khoáng ngang để các bác này mình đổ tôm đổ cá này và đây kích thước là vừa bẫy cua vừa bắt cá này, đa năng này. Vừa bắt cua vừa bắt cá này thì giá rất chi là rẻ nhé, chỉ có 40 000 đồng một cái thôi. Kích thước là 25, có miệng miệng của nó là 25 và chiều dài của nó sẽ được 45 cm. Đều mắt một phân rưỡi. Và với cái chất liệu lồng 2545 này đây là một mẫu lồng đặt đẹp nhất em muốn đưa tới các bác nhà mình. Đấy, và đại lý em thì sẽ bán là 40 000 cho các bác nhé. Đợt trước là bán 45 000 đấy, lần này để đẻ bác 40 000 để tri ân và giảm giá cuối năm thì đơn vị em sẽ bán rất chi là thấp từ 10 cái là em miễn phí ship đây là cái lồng các bác có thể đánh cua đánh ếch đánh cá rô đồng cá chê cá chuối rất nhiều bác hỏi con là một hai kg vào được không vào được hết các bác nhé họ này to như thế này cơ mà hai cửa đã vào là không có lối ra đấy vào lồng 30 60 này thì chỉ 50.000 một cái thôi này các bác này đấy đây là lồng cá nhé còn đây là lồng tôm lồng tôm thì các bác sẽ gọi là cái lồng mắt lưới kim cương thì em sẽ gửi đúng cho các bác luôn đấy và đây là lồng uh, ô Lồng ô này là lồng ô 6 lỗ nhé Với cái lồng ô này thì chuyên nghiệp dành cho các bác này mình đánh tôm đây Đấy, Đánh tôm rất là dễ Chất của nó là lưới vải Lưới vải thì các bác nhé Đấy, Và cái lồng ô này thì chỉ giá chỉ có 40.000 đồng một cái thôi Mua từ 10 cái là em miễn phí ship Đấy và với cái lồng uh, lọ xo so thì Đơn vị em là một đại lý lớn nhất đây các bác nhìn này Tất cả đều là lồng lưới em đang muốn đưa tới các bác nhà mình Những cái lô lồng lưới này thì uh, đơn vị em sẽ làm và giao xỉ lẻ trên toàn quốc nhé đấy khi các bác mà muốn rũ cá thì các bác hãy thu gọn cái lồng lò xo và các rũ mạnh cái thì nó sẽ chui qua hết cái hòn để chui ra nhé rất chi là dễ đấy và cái lồng này thì các bác sẽ gọi là lồng lò xo cá nhé em làm bán chạy nhất là kích thước 30 60 đây đấy, và có kích thước lớn hơn là 40 80 50 90 có nghĩa khi em nói 50 90 là miệng của nó là 50 dài 90 đấy và với cái lồng này thì cứ 10 cái là em miễn phí ship hoàn toàn còn các bác mà muốn mở cửa hàng mua xỉ lẻ về bán thì giá sẽ rất là tốt. Giá sẽ các bác sẽ bán ra như giá em công bố như thế này. Đấy và đến là giá bán lẻ nhé. Còn giá bán buôn thì sẽ thấp để các bác thì mình bán lẻ ra như em và sẽ có lãi. Đấy rất cảm ơn là các bác đã luôn quan tâm và ủng hộ tới shop em. Để bác nào muốn mở cửa hàng và đang bác nào đang muốn mua về dùng một ít cứ liên hệ em sẽ gửi đến tận nhà và miễn phí ship từ 10 cái. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Em muốn tham khảo mẫu nào thì hãy vào Zalo của em qua đầu số điện thoại trên và nhớ cho em xin một like, một chuông và một lượt đăng ký kênh để em được tới các bác những cái dụng cụ tốt nhất nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này.